Mến chào bà con đã đến với kênh LTK Bonsai nha, kênh giao lưu cây kiểng trên toàn quốc ha. Thì tại dự kiểm của em hôm nay giới thiệu đến tất cả bà con mình trên toàn quốc một số cây kiểng đa dạng và nhiều chủng loại ha, như là mai chiếu thủy, linh sam, cần thăng bonsai và nguyệt quế, khế và những cái món đồ đồng cuối clip ha, cho bà con mình tham khảo đem về nhà mình cho nhiều phong phú nha. Đây là mã số 1, nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Hiện tại cây khá già nha bà con, em báo chiều cao 75. Hiện tại cốt cành người ta đã tháo dây hết trơn rồi ha. Xoắn bông chùm nha, rất là xiên hoa. 77 là tán ngang. Đó, hoa rất là thơm luôn, hiện tại cây thuần chậu nha. Bây giờ em báo ở đây ha. 29 là hoành thân tổng. Một thân trên đây là 19 gần 20 ha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Rồi cây này giao lưu với bà con mình trên toàn quốc ha, 1.200.000 đồng ship, bao ship nha. 1.300.000 nha bà con. Mã số 1. Clip hôm nay là ngày 22 tháng 11 2021 nha bà con. Đó, mã số 2 cũng là nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Đây. Hoa rất là thơm luôn. Cao của nó là 70. Ngang như thế này là 58. Cũng rất là xiên hoa nha bà con. Đợt này rụng thì bắt đầu mình cuôn tàn để lại đợt khác ha. Đây. Thân tổng ở tại vị trí này là 27. Đây con nhánh bay luôn ha. Rồi cái này cây thuần chậu 1.200.000 đồng cho mã số 2 nha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Nó cũng rất là dễ sống nha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939 700449 nha. Cũng là số điện thoại Zalo hàng ngày ha. Cây khế chua, này là khế Nhật nha bà con, kép 50 là cao. Tổng tàn như thế này là 50 nha. Và em báo với bà con mình khế đi sẽ rụng lá nha bà con, báo trước ha. Mặc dù là cây nó thuần chậu. Đây, 28 là hoành thân tổng của cây. Đế ha. Tổng hoành đế nè em Hạo. Gì đi nha, là 55. Đó, đế cũng đều ha. Và khế chua này bao ship cho bà con mình giá 1.100.000 đồng nha. Hiện tại cây này nó được 2 năm rồi nha bà con. Rất là già cây. Cây mã số 4. Cũng là khế chua ghép với khế Nhật nha. Cao là 55. Tổng tán như thế này là 54. Những cái chi nhánh ghép của nó thì rất là lớn ha. Báo trước với bà con mình nha. Ai chơi dòng khế cũng đều biết ha, khi vận chuyển thì đều bị vàng lá và rụng nha. Rồi, hoành thân trên đây là 25. Tổng như thế này là 60 nha. Đó, tổng đế ha. Rồi cái này bao phí ship đến tận nhà cho bà con mình là 1.200.000 đồng nha. Đó, cái vàng tàn này khi đi sẽ rụng lá ha. Khế chua ghép với khế Nhật. Mã số 5 cũng là khế chua ghép Nhật ha. Clip này em được 3 cây nha bà con. Cây này là cũng là khế luôn. Mã số 5. Cây này có chiều cao ha, 55. Tổng tán như thế này là 55 luôn nha. Đây. Giờ một cái mắt ghép của nó này ha. Rất là lớn luôn và rất là già. Thân này em đo tại đây là 28. Ở đây là 48 nha. Như ta 26 nha bà con. Dòm độ. Rồi cây mã số 5 này bao phí cho bà con mình giá 1.200.000 nha. Và bà con mình lấy từ 2 cây đổ lên thì giá có thể giảm lại cho bà con mình ha. Đây là mã số 6 nha. Dòng sam bonsai ha, thuần chậu. Em báo chiều cao tương đối là 48. Cây này là đa ưu điểm dáng long nha bà con. Tổng cái tán ngang là 36. Hiện tại những cái nhánh này khi đi em cũng ép tàn vô xíu để tránh gãy ha. Thân này nha, 14. Đây có một cái vết lũa ở thân nha, nhưng hiện tại cũng đã lành rồi ha. Bao gồm phí ship cây này thì có giá 700.000 đồng mã số 6 nha. Đa ưu điểm ha. Mã số 7.
Cây này cũng là đao điểm nha. Cao cây này tương đối là 44. Tổng tán như thế này là 40. Mã số 7. Đây, 14 là hoành thân. Rồi cái này giao lưu với bà con mình có giá 650.000 đồng cho mã số 7 nha. Ship tới nơi ha, bà con mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mã số 8 trắng phớt hồng. Cao cây này tương đối 30. Tán như thế này là 45. Hiện tại là cây đang chuẩn bị cho hoa nha bà con. Rồi, thân tại eo là 17. Thân tại đế luôn là 22. Và cây này giá 750.000 đồng cho mã số 8 ha. Phí thì tụi em đã bao rồi, bà con mình về được kiểm tra hàng và thanh toán đúng số tiền mà mình thỏa thuận nha. Mã số 9. Cây này có chiều cao là 34. Tán ngang như thế này là 40 ha. Dòng này là dòng đao điểm nha bà con. Thân này là 12. Rồi cây này bao gồm phí ship cho bà con giá 700.000 đồng nha. Cây mã số 10. Cao tương đối 35. Tổng tán là 47. Báo trước với bà con mình khi đi để tránh gãy thì em sẽ tàn em sẽ bẻ vô nha. Bà con mình về chú ý bẻ lại giùm em ha. Sang chậu giùm em cho cây nó đẹp và hoàn chỉnh hơn nha. 13 là hoành thân. Phần đế dưới đây 18. Mã số 10 này giá 800.000 đồng nha. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Cây 11. Sam Song Hinh nha. Đó, dáng bay khá là đẹp ha. Cao 29. Tổng như thế này là 78. Linh sam cũng rất là dễ để hoa ha. Bà con mình cuôn tàn xiết nước vài bữa là bắt đầu là cây nó sẽ cho hoa đồng loạt ha. Em đo tổng nha. Tổng như thế này là 36. Một thân đại diện là 16 gần 17. Do vận chuyển nên tụi em sẽ không để chậu khi mà vận chuyển cho bà con mình nha. 1.100.000 đồng giá bao phí ship cho cây 11 sam song hinh. Cây 12. Cây này là trắng phớt hồng. Cây này có chiều cao là 36. Tổng tán như thế này là 46 nha. Dòm kỹ giùm em nha. Có cái nào không rõ thì kêu em hỗ trợ chụp hình thêm ha. Để khi nếu mình chốt cây mình được rõ ràng hơn nha bà con. 12 là thân. Phần dưới đây lớn hơn thì là 18. Và giá ship cây này tới nơi là 750.000 đồng nha. Trắng phớt hồng ha. Rồi, cây me chua miền Tây. Clip này em được khoảng 1-2 cây thôi ha. Cao là 40. Tổng tán như thế này là 44. Bà con mình lưu ý giùm em nha. Hàng cây cảnh đi trong mùa dịch có thể chậm hơn tiến độ so với 1-2 ngày. Và hiện tại cây thì thuần chậu cũng rất là khỏe nha. Có thể là bị rụng lá thôi ha. Đây, hoành thân là 14. Cây me chua này có một cái vết lũa tại thân nha. Và giá 750.000 đồng cho mã số 13. Cũng là me chua ha. Ai lấy số lượng thì giá em giảm ra cho bà con mình nha. Rồi cây me chua mã số 14. Giá cũng 750.000 đồng nha. Cây này cao 38. Tàn ấm rồi ha. 42 là tổng tán ngang nha. Cây này cũng khá là quái ha bà con. 13 là thân. Em đo tổng cái nu cái chỗ này nha. 34. Rồi cái này giá tới nơi cho bà con mình là 750.000. Mã số 14. Số điện thoại của em có để dưới mô tả là 0939700449 ha. Đến cái mẫu này là mẫu cần thân bonsai nha. Đó. Tổng như thế này là 44. Rồi cao này là em báo 19. Phần đế còn khai thác thêm được rất là nhiều nha. Do vận chuyển nên em quay sao thì điên vậy nha. Tổng đế 33. Nu trên đây là 19 ha. 15. Này mình về mình sang cái chậu kiểu ha. Rất là đẹp và tăng giá trị thêm rất là nhiều nha. Đế khá là quái. Và cây này bao ship cho bà con mình giá 650.000 đồng nha. Đó, cần thăng bonsai.
quán cà phê rồi người ta cũng hay trưng ha, mấy cây bonsai này cũng rất là được ưa chuộng nha. Rồi em đo tổng tàn đổ ha, tổng tàn như thế này là 45, cao của cây là 17 đó. Em đo tổng cũ nha, tổng như thế này ha, 35. Dòng kỹ đế như này ha, và bà con mình có thể moi đế vô tư nha, cần thân rất là dễ sống. 700.000 đồng cho mã 16. Cần thân bonsai không có chơi hoa nha bà con, được cái là dáng thế và tàn của nó khá là đẹp. Tổng tàn như thế này là 46 và cao là 24. Đây, em đo cái chỗ này nha. Như thế này là 32 nha bà con. Rồi. Cái này khi đi thì em cũng đắp thêm giá thể nha, cho nên cây sẽ rất là khỏe khi vận chuyển, chậm 1-2 ngày so với tiến độ thì cây cũng rất là bình thường ha. 700.000 đồng cho mã số 17. Thì giá này tụi em cũng đã bao ship cho bà con mình ha. Cỡ này phí nó cũng hơi cao nha bà con. Rồi cây cần thăng mã số 18. Ui yeah. Cây này có chiều cao tương đối 23. Rồi tổng tàn như thế này là 46. Tổng đế tròn quay gì ha, 48 nha. Những cây nào nó cũng có cái nét quái riêng ha. Rồi cây này bao ship cho bà con mình giá tới nơi 750.000 đồng nha, cần thân bonsai. Rồi cây 19 cũng là cần thân luôn. Hiện tại bộ đế của cây cũng khá là già ha bà con. Cây này có chiều cao là 20, tổng như thế này là 43. Kích thước em đo trên YouTube thì đều chính xác nha. Có khi đi thì em ép tàn lại ha, bà con mình về để ý chỉnh sửa lại dùm em, có thể là tàn không có trở lại như ban đầu ha, có thể nhũn hơn xíu nha. 40 là tổng đế. Đó. Và cây này giá bao ship cho bà con mình 650.000 đồng tới nơi ha. Cần thăng. Đến với dòng mai chiếu thủy nha. Mai chiếu thủy này dòng trung nu ha. Cao em báo là 50. Tổng như thế này là 60. Mã số 20. Đây em đo một thân đại diện tại đây ha. Đây là 20 nha bà con. Và giá bao phí là 700.000 đồng nha. Rất là già cây. Dòng trung nu thì khi già thì nu nó sẽ mọc ở trên thân nha. Rồi cây này mùa 4 thân. Hiện tại là hoa này rộ rồi nha bà con. Khi tới nơi thì nó sẽ nó rụng nha. 43 là cao, ngang là 46. Một bệ đế 4 thân, mã số 21. Rồi hoành thân là 8. Thân chủ đại diện ha. Và giá giao lưu là 450.000 đồng. Ship tới nơi, bà con mình được gỡ ra kiểm tra hàng. Cây có gặp bất cứ vấn đề gì trong quá trình vận chuyển, gãy hay này kia kia nọ ha, bà con mình liên hệ thẳng về số điện thoại của em để thương lượng nha bà con. Mã số 22, 50 là cao, tổng tán là 53. Thì trước khi đi tụi em cũng đã bó rất là kỹ lưỡng khi mà vận chuyển ha. Nhưng tại vì khi vận chuyển thì nó cũng qua rất là nhiều khâu, cây bị gãy bên này bên kia thì cũng không ai mong muốn ha. Chính là hoành thân đại diện nha. Và cây này giá giao lưu với bà con mình là 500.000 đồng cho mã số 22. Mai chiếu thủy dòng trung nu ha. Dòng này rất là dễ sống nha bà con. Cây 23. 23 này có chiều cao là 43. Tán ngang là 47. Bà con mình lưu ý để ý kích thước giùm em nha. Toàn bộ em đều đo công khai trên YouTube hết ha. Đây một thân đại diện rời rạc ở bên đây dễ đo hơn ha. Rồi 7 nha. Phần trên bên đây có thể lớn hơn ha. Và 450.000 đồng cho mã 23. Mai chiếu thủy trung nu. 24. Rồi cây này thì giá là 400.000 đồng nha. Những cây này nhỏ nhỏ nhưng rất già cây ha. 43 là cao. Tổng tán như thế này là 36. 11 là hoành thân. Giá giao lưu là 400.000 đồng ha. Hai cây thì em xin giảm lên 100.000 cho bà con mình nha. Và hiện tại những nơi nào vùng dịch phức tạp thì bà con mình lưu ý khoan hay đặt hàng ha.
để nhằm khi tới bu cục đó cái bắt đầu nó giam cây lợi của mình á, 40 là cao, tổng tán ngang là 44 ha. Và bà con mình lưu ý hỗ trợ thêm giùm em ha, khi mà cây em hẹn với mình là khoảng mấy ngày đó, bà con mình điện lại cho em để em kiểm tra đơn nha, nếu cây chưa tới nha. 8, 7 là hoành thân của cây này nha, phần đế dưới cần nữa ha, và giá 400.000 đồng bao phí ship nha. Mã số 25, mã số 26, cây này có chiều cao là 40, tổng tán như thế này là 43. Đây, 13 là hoành thân tổng nha, 400.000 đồng cho mã số 26, mai chiếu thủy dòng trung nu. Bà con nào hợp nhãn cây nào hoặc là có thắc mắc gì về cây cảnh thì cứ liên hệ về số điện thoại của em là 0939700449 ha. Đó, đây, cây này có chiều cao là 38, tổng tán như thế này là 40, mã số 27. Cái thân này nó dính quá thì em hạo ở chỗ này khoảng 7-8 nha bà con, một cây gì ha. Rồi, giá giao lưu cũng là 400.000 đồng cho mã số 27 nha. Đến với những mã đồ đồng cuối clip thì em về được khoảng 2 cái mâm đồng và 2 cái đồ trang trí ha. Đây, em báo kích thước đường ngang như thế này là khoảng 51 đi ha. Đó, mâm này rồng nha bà con. Cái này cũng có cái tích là may mắn cho mình thôi ha. Đây, lọt lòng là 38. Đó, chạm rất là sắc nét ha. Phía sau, đây là cái móc treo tường nha. Phía sau thì bà con muốn đánh bóng lại thì vẫn được, còn không ấy thì cứ để như vậy, chùi rửa sạch sẽ rồi mình treo cũng vẫn ok nha. Trọng lượng của nó thì khoảng ký 2 gần ký 3 nha. Và giá giao lưu cũng là 1.100.000 đồng bao phí ship cho bà con mình ha. Mâm đồng nha. Và tuổi đời của nó em báo khoảng là mười mấy, tầm 20 năm đổ về. Đây, đây là mâm phước lộc thọ ha. Đem may mắn về cho gia chủ luôn ha. Treo phong thủy luôn. Đường kính thì cũng dập một cái khuôn một thôi nha. 51. Lọt lòng khoảng 38. Đó, nhìn tích rất là có hồn nha. Đây, như thế này. Mặt này thì do năm tháng treo nên nó sẽ như vậy nha. Đó, 1.100.000 đồng cũng là giá của cái mâm này ha. Đó, tụi em hỗ trợ phí ship đến tận nơi nha. Rồi, cái này là đồng hồ nha. Bà con mình dòm kỹ giùm em. Hiện tại cũng là bằng đồng. Như vậy là 29 là đường cao. Đó, đồng hồ thiên thần ha, 19 là cái ngang ha. Cái này là chạy bằng cơ cốt nha bà con. 2 ngày thì bà con mình lên cốt một lần giùm em nha. Nó vẫn chạy tốt bình thường. Đó, tất cả đều làm rất là kỹ xảo nha. Đó, đó, hiện tại đang chạy bình thường nha. Đồng này là đồng cũ nha bà con. Phía sau ha, 2 ngày bà con mình lên cốt một lần giùm em nha. Am hiểu về cái vấn đề này á, thì bà con mình góp ý em thêm trên YouTube nha. Và giá cái này em giao lưu với bà con mình là 3.500.000 đồng ha. Đó, cần thêm những cái hình ảnh gì á, thì 3.500.000 đồng bao trọn bộ phí ship cho bà con mình. Đó, còn muốn cân nặng á, thì bà con mình hỗ trợ bên Zalo em chụp hình lại cho bà con nha. Đây, giao duyên với tượng Phật luôn ha. Phật A Di Đà, em xin đo ha. 31 là cao. Đây, tổng như thế này nha. 61. Rất có hồn nha. Và trọng lượng là 6kg ha. Đó, tượng Phật A Di Đà. Bà con nào hợp nhãn thì gieo duyên ha. Rất là tốt. Rồi, cái này em giao lưu với bà con mình cũng giá là 3.500.000 đồng nha. Bao phí ship đến tận nơi cho bà con mình ha. Phía dưới bà con mình dòm kỹ giùm em nha. Đó, 6kg, 3.500.000 đồng bên em bao phí ship cho bà con mình ha. Tượng Phật bằng đồng. Đây cũng là một tán phẩm cuối clip của cây cảnh em. Thì em xin gửi lời cảm ơn nhiệt tình đến tất cả bà con mình trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ cho em. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.